Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiểu tiện là một hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, hàng triệu người đang phải đối mặt với phiền toái vô cùng khi gặp phải chứng bệnh là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát vân vân, làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt, làm giảm hiệu suất công việc. Tình trạng này kéo dài có thể gây ra việc là rạn nứt tình cảm vợ chồng do sự mệt mỏi của căn bệnh này gây ra. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và cách khắc phục ra sao? Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Xuân Thái, giảng viên cao cấp trưởng bộ môn tiết niệu Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào Phó Giáo sư ạ. Xin chào MC Tân Phương và xin chào các bạn xem đài. Cảm ơn Phó Giáo sư đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay, và để phần nào giúp cho quý vị khán giả hiểu được sự phiền toái của căn bệnh này mang lại, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm sau. Thêm một hộp nữa nè. Để vô một hộp nữa nè. Anh để vô một hộp nữa nè. Chưa có bao giờ anh vui như ngày hôm nay luôn. Anh vui em tặng anh thêm một hộp nữa nè. Anh... vui quá ha. Ủa nè, áo hộp rồi sao không lặt luôn đi. Lặt hết cái này, lặt tiếp cái kia. Ác bậy bạ. À giờ thôi. Nhỏ này nó dễ thương, hay giỡn bậy giỡn bạ. Mà anh thích vậy đúng không? Cũng ngộ ngộ. Cái gì xếp ra bển nữa hả? Ở trên hết hồn á. Có gì đâu. Ngày mai em đi về quê cho chị. Ủa gì kỳ vậy, dưới quê em đâu có đám giỡn quả. Cưới thôi nôi thì tháng gì đâu, mắc gì bắt em về á. Ai người làm gì rù rì. Không có, trời chị đừng nói vậy. Hai anh em đang lặt học bí để làm thuốc nè. Cái nhà làm thuốc được đó em. Người ta nói cái học bí này là trị được cái bệnh tiểu đêm mà tiểu nhiều lần đó. Tốt cho sức khỏe lắm á. Là lặt cái hộp bí này để chữa bệnh mà đi tiểu nhiều lần của anh á hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Ngày em thấy không? Mười mấy lần, ban đêm. Trời ơi, 4-5 lần. Anh lúc nào cũng cảm thấy uể oải mệt mỏi. Cho nên là đâu có đủ sức gì đâu là mà ABCD. Bởi vậy tôi tưởng á, là dạo này ông có này nọ. Cho nên là tôi khèo ông quăng cục lơ tôi hoài. Trình ráng chữa bệnh đi nè. Nói giỡn, giờ ghen tuông cho nó vui chút vậy thôi. Chứ con tiền á, thì nó cũng như là em gái trong nhà. Mình nuôi nó hồi mười mấy tuổi tới giờ. Đúng rồi. Nhưng mà chỉ có điều tôi ghét cái là tự nhiên tao hai người ngồi lụm cái hộp này. Xong rồi nói cái này chữa cái gì. Làm thuốc chữa bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Tại sao mà em kêu đi khám bác sĩ anh không đi? Trời ơi, đụng tới ba cái bệnh này anh ngại lắm, mắc cỡ lắm, thôi không đi đâu. Chẳng lẽ giờ để vậy hoài? Rồi ông ngủ không được vì tiểu đêm, còn tôi không ngủ được là gì ông? Thôi, không mấy về đi. Em thấy vậy nè, mình có bệnh á thì mình phải nên tham khảo ý kiến bác sĩ đi. Chứ cái vụ mà tiểu đêm tiểu nhiều lần này, coi bộ anh bực chị buồn, nhà mình lục đục quá. Đúng rồi. Dạ. Còn bác sĩ nào đâu tư vấn? Đâu? Dạ. Bác sĩ. Dạ đây nè. Thưa quý vị, qua tiểu phẩm vừa rồi chúng ta cũng đã nhận thấy được rằng việc tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng đến cuộc sống, thậm chí là còn ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến những chứng bệnh trên à, thưa Phó Giáo sư? Tiểu nhiều lần là những cái triệu chứng của rất nhiều bệnh khác nhau. Tiểu nhiều lần có thể gặp ở bất kỳ cái lứa tuổi nào. Tuy nhiên có một cái căn bệnh bàng quang tăng hoạt, cái chữ viết tắt là OAB, có nghĩa là overactive bladder, tức là bàng quang nó bị tăng hoạt động lên so với bình thường, làm cho người bệnh sẽ có cảm giác đi tiểu nhiều hơn trên 8 lần từ lúc thức dậy cho tới lúc đi ngủ thì được xem là tiểu nhiều lần. Về nguyên nhân gây ra bệnh bàng quang tăng hoạt hay là OAB, bệnh nhân sử dụng thuốc có tính chất lợi tiểu hoặc là dùng những cái thức uống chứa những cái chất kích thích, thí dụ như caffeine, nguyên nhân về nội tiết, bệnh đái tháo đường hay là đái tháo nhạt như là bệnh tim, hoặc là bệnh nhân có thể tiểu nhiều lần, tiểu đêm, nằm trong cái bệnh cảnh bị cái bệnh về những cái bú tuyến tiền liệt. Người ta thấy là cái tỷ lệ bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ gặp nhiều hơn ở nam giới, đặc biệt là những phụ nữ mà sanh nhiều đã ở vào trong cái giai đoạn mà mãn kinh, thiếu hụt về estrogen thì nó cũng có thể gây ra những cái triệu chứng tiểu nhiều lần. Dạ, thưa Phó Giáo sư, nhiều người thì có quan niệm rằng việc tiểu đêm, tiểu nhiều lần là do thận yếu. Vậy quan niệm này có đúng hay không ạ? Nếu như mà bệnh nhân suy thận thì ngoài cái việc tiểu nhiều lần và tiểu đêm, nó còn có thể kèm theo nhiều cái triệu chứng khác, đau lưng, mỏi lưng, mỏi gối, tóc bạc sớm. Nguyên nhân gây ra bệnh tiểu nhiều lần, tiểu đêm thì có rất nhiều. Để được chẩn đoán chính xác, người bệnh nên đến gặp và tư vấn bác sĩ chuyên ngành tiết niệu và tìm ra được những nguyên nhân chính xác thì cái căn bệnh nó mới có thể thuyên giảm được. Dạ thưa Phó Giáo sư, như vậy thì việc tiểu đêm, tiểu nhiều lần do bàng quang tăng hoạt OAB có thể nhận thấy rằng là một cái tình trạng rất phổ biến. Vậy các giải pháp để khắc phục tình trạng này như thế nào ạ? Bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân cái cách dùng nước uống cũng như là thức ăn sao cho nó phù hợp. Những cái loại thức uống mà có chứa nhiều cái chất kích thích thì cũng phải giới hạn. Đặc biệt là trước khi ngủ ban đêm á, thì trước 2 tiếng thì nên hạn chế uống nước. Đến một giai đoạn nào đó thì bác sĩ sẽ chỉ định các cái loại thuốc để điều trị các cái căn bệnh tiểu đêm và tiểu nhiều lần. Được tập vật lý trị liệu đúng phương pháp
thì có thể giúp thứ nhất là tăng cái sức cơ của cơ xanh chậu, thứ hai là tăng cái độ dẻo dai cũng như là tăng cường cái sức co bắp của cơ xanh chậu. Nó sẽ giúp giảm được các cái triệu chứng quan trọng của tiểu bàng quang tăng hoạt, đó là triệu chứng tiểu gấp và triệu chứng tiểu nhiều lần cũng như là triệu chứng tiểu không kiểm soát. Hiện nay trong các cái biện pháp mà điều trị bằng thảo dược á, thì người ta thấy là chiết xuất từ cái hạt bí đỏ Pepo ở vùng Địa Trung Hải kết hợp với một cái liều lượng, một cái tỷ lệ hợp lý với tinh chất mầm đậu nành thì có một cũng hiệu quả nhất định trong cái việc điều trị những cái bệnh tiểu không kiểm soát cũng như là tiểu gấp, thì tất cả những cái triệu chứng của bàng quang tăng hoạt OAB sẽ được cải thiện rất là rõ ràng. Trong đó thì người ta thấy là nghiên cứu từ Hàn Quốc có 120 bệnh nhân, người ta chia ra hai lô, một lô là 60 bệnh nhân dùng cái sản phẩm chiết xuất hạt bí đỏ kết hợp với tinh chất mầm đậu nành, một cái lô dùng giả dược, thì thấy là những cái sản phẩm chiết xuất hạt bí đỏ Pepo kết hợp với mầm đậu nành có thể giúp cải thiện cái số lần đi tiểu trong ngày cũng như là cải thiện cái triệu chứng tiểu đêm. Dạ, thưa phó giáo sư, có một vị khán giả gọi điện thoại về cho chương trình hỏi về viên uống có thành phần colet từ thị sĩ làm giảm rối loạn tiểu tiện và bàng quang tăng hoạt OAB. Bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về sản phẩm này được không ạ? Gần đây ở Việt Nam chúng ta thấy là có cái dạng bào chế, nó gồm có các thành phần, thứ nhất là hạt bí đỏ Pepo, thứ hai là tinh chất của mầm đậu nành, thứ ba nữa là cao đổ trọng, và thứ tư nữa là L-carnitine để điều trị tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu không kiểm soát. Có những kết quả ban đầu rất là đáng khích lệ. Chúng ta nên chọn lựa những cái phương pháp là được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Thứ hai, đã được có những cái nghiên cứu, đã được kiểm nghiệm và đã được đăng trên những cái tạp chí y khoa có uy tín. Lời khuyên cho người bị rối loạn tiểu tiện: để giảm các triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không tự chủ nhanh chóng và hiệu quả, không nên uống trà, các thức uống chứa caffeine như cà phê, rượu bia, nước tăng lực, hạn chế ăn các thực phẩm nhiều axit như cam, chanh, bưởi, cà chua, giảm uống nước 2 đến 4 giờ trước khi đi ngủ, luyện tập thể dục, bài tập Kegels giúp tăng sức cơ vùng chậu và phục hồi cơ bàng quang. Nên sử dụng sản phẩm có chứa Goles chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành từ thụy sĩ đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, giúp giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh cơ, kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không tự chủ và giảm hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần diễn tiến của tiểu phẩm, xem rằng các nhân vật sẽ giải quyết tình huống ra sao nhé. Ra là anh bị chứng rối loạn tiểu tiện khi còn gọi là bàng quang tăng hoạt OAB. Bác sĩ nói anh nên có chế độ ăn uống phù hợp, hạn chế những cái thực phẩm cay, nóng, chất kích thích như là cà phê, rồi rượu chè. Mà quan trọng á, vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, cái nghĩa nữa chứ phải tình không. Lỡ mà cái gì không được á, cũng đừng có stress. Hiểu không? Có gì tâm sự. Cố gắng điều chỉnh làm sao mà cách 3 đến 4 tiếng mình đi tiểu một lần. Để mình nhớ vô cái thảo biểu luôn. Còn nếu để nâng cao cái hiệu quả điều trị thì mình phải dùng sản phẩm có thành phần Golet chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo của châu Âu và mầm đậu nành. Nhưng vấn đề là giờ không biết kiếm đâu. Từ từ. Không chạy đâu nãy giờ. Thở hổn hển gì? Em nghe bác sĩ nói xong, em tức tốc em đi ra ngoài. Em phải tìm cho bằng được cái sản phẩm mà bác sĩ mới nói. Đâu đâu? Đây. Đây hả? Thị trường thì thật giả lẫn lộn, làm sao mà biết được cái sản phẩm này là đúng bài đúng bệnh? Đúng rồi. Với lại mua sản phẩm này phải kiếm những cái đơn vị uy tín được cấp phép của Bộ Y tế và có các nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng mới đảm bảo an toàn cho ông xã tôi nghe. Đây là sản phẩm có thành phần Golet từ Thụy Sĩ chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo của châu Âu và mầm đậu nành, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không tự chủ và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Dùng sản phẩm này là hiệu quả làm sao? Dạ, 96% người dùng thấy sau từ 6 tới 8 ngày, số lần đi tiểu trong ngày giảm đáng kể. Sau 3 tới 4 tuần, số lần đi tiểu của một đêm không tới một lần. Trời, đã vậy? Uống đủ liệu trình từ 3 đến 6 tháng là hết lo tiểu đêm, tiểu nhiều lần luôn. Trời ơi. Con nhỏ này hay ha. Hồi nãy thì nó nghĩ cái trò lụm mấy cái hộp trong cái bí đỏ trong. Rồi bây giờ nó còn chạy đi, nó kiếm được cái này. An toàn chạy ra tiệm thuốc tây mua là có. Chứ chưa tự nhiên cho nó về quê. Hôm nay mình phải thưởng cho con bé tiền. Vậy hả? Vì cái chuyện là nó quá giỏi. Đúng rồi. Hôm nay khỏi cần làm gì. Cho đi chơi. Ở nhà, ha không? Chị sẽ nấu nấu kiểm, em khoái ăn kiểm đúng không? Khoái ăn kiểm. Dắt nước cốt dừa, nấu kiểm. Có bí đỏ à, đúng không? Nấu kiểm mà chút đi chơi về đi rồi ăn tô kiểm với cơm nguội. Rồi vô nấu cho hai anh em. Dạ. Thưởng công cho hai anh em nha. Dạ. Rồi, đi à. Vậy là khỏe rồi.
Anh vui, chị vui, em cũng vui. Chúng ta cùng vui. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ ơi tại sao cũng xin được khép lại tại đây và mong rằng quý vị đã có những thông tin kiến thức về sức khỏe vô cùng quý báu. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Xuân Thái đã đến tham dự chương trình ạ. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.